Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiếng Trung Online Trung Rạp. Cùng tương tác với mình nhé. Ta về bù tân chung miếng, ở chìa hãy chẩn mây nhận. Xào lì bù tân hồi sơ hàn yu, ở chìa ta hãy hồi sẵn mây nhận. Tiếng Trung Quốc nhân liao tiên sĩ, nì nâng tiếng đồng tố sao? Nì chế đà hàn yu yue xue yue zẩn mây yang? Zẩn mơ zài nâng tí cao hàn yu sủy bình? Nì rên vế 出国留学的时候会遇到什么困难? 你看过中国小说吗? 当你遇到困难的时候，你会怎么做呢? Trên đây là nội dung của buổi học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem lại nếu như các bạn vẫn chưa hiểu rõ nhé. Ta về bù tân chung miếng, ở chìa hãy chẩn mây nhận. Xào lì bù tân hồi sơ hàn yu, ở chìa ta hãy hồi sẵn mây nhận. Tiếng Trung Quốc nhân liao tiên sĩ, nì nâng tiếng đồng tố sao? Nì chế đà hàn yu yue xue yue zẩn mây yang? Zẩn mơ zài nâng tí cao hàn yu sủy bình? Nì rên vế 出国留学的时候会遇到什么困难? 你看过中国小说吗? 当你遇到困难的时候，你会怎么做呢? Nếu bạn thích video này, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video bổ ích từ Trung Rạn nhé! Xin chào và hẹn gặp lại!